Một nhóm các nhà khoa học Ba Lan và các giám đốc mỏ than nước này vừa cho biết họ đã thử nghiệm thành công việc chuyển đổi than đá thành khí đốt để phục vụ quá trình sản xuất năng lượng. Thành tựu này hứa hẹn sẽ thay đổi đáng kể bộ mặt của ngành công nghiệp khai thác mỏ tại Ba Lan hiện nay. Nghĩ đến ngành công nghiệp khai thác than đá là nghĩ đến những làn khói đen kịt bao phủ khắp bầu trời. Tuy nhiên, nếu theo kịp công nghệ, điều này sẽ được cải thiện. Đó là những gì các nhà khoa học đang hy vọng sẽ làm được tại Katowice bằng cách chuyển đổi than đá sang khí đốt. Và trên thực tế, điều này đã được thử nghiệm thành công. Chúng tôi đã lo lắng về một số vấn đề, nhưng những lo ngại về sự thống nhất cũng như sự ổn định của khí được chuyển đổi từ than đá hóa ra lại là điều không cần thiết, vì quá trình khí hóa của chúng tôi cho phép chúng tôi chiết xuất ra một thành phần ổn định. Nhờ đó, nó sẽ dễ sử dụng ở những nơi cần thiết như động cơ, tuabin hay tổng hợp hóa học. Được biết, quá trình khí hóa than đá ngầm bao gồm việc cung cấp một thành phần xúc tác khí hóa như không khí hoặc hơi nước vào trong và đốt cháy lớp trầm tích than đá. Sau đó, hút lượng khí thu được và chuyển lên bề mặt. Yếu tố quan trọng nhất trong quá trình này chính là việc điều chỉnh thân phù hợp lượng chất xúc tác khí hóa, vì lượng chất xúc tác sẽ quyết định thành phần đặc trưng của khí đốt. Thử nghiệm thành công đã mở ra hy vọng mới cho ngành công nghiệp khai mỏ ở Ba Lan, trong bối cảnh quá trình khai thác than ở nước này luôn rò rỉ lượng lớn khí CO2 gây ô nhiễm môi trường và đòi hỏi cần có công nghệ mới để phát hiện ra các lớp than đá ở độ sâu khó tiếp cận.